Bố mất mà để lại đất chưa có sổ đỏ thì làm thừa kế như thế nào? Nó có hai trường hợp, mà trường hợp đầu tiên là trường hợp để di chúc, trường hợp thứ hai là không có di chúc. Và nó cũng trong cái trường hợp mà có di chúc ấy thì nó cũng có hai trường hợp, đó là trường hợp mà di chúc của mình nó không hợp pháp, tức là nó không đúng về mặt pháp luật ấy, và trường hợp thứ hai là trường hợp nó có được hợp pháp ấy, được được công nhận ấy. Thì trong cái trường hợp mà không có di chúc hoặc là có di chúc nhưng không hợp pháp, thì trong trường hợp này sẽ phải làm một cái văn bản gọi là văn bản khai nhận di sản thừa kế nhá. Văn bản từ khóa đây là từ khóa khai nhận, nó khác với cả văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Ở đây chúng ta bởi vì là sổ chúng ta chưa có sổ đỏ đấy, đất chưa có sổ đỏ nên phải làm thủ tục khai nhận. Có nghĩa rằng là khai nhận hiểu đơn giản là chúng tôi khai nhận ra là di sản của chúng tôi gồm có những cái này. Thế còn văn bản thỏa thuận phân chia là những cái trường hợp mà đã có sổ đỏ rồi, nó đã có một cái tài sản cụ thể rồi. Thì bây giờ tôi chỉ có hàng thừa kế thứ nhất, tôi làm một cái văn bản thỏa thuận phân chia. Đấy thì nó khác với trường hợp là có sổ đỏ là như vậy. Trong trường hợp này hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn ấy là bao gồm ông bà nội là một này, mẹ của bạn là hai này, rồi là các con là ba này, con đẻ, con nuôi, con ngoài dã thú nếu có thì đều phải thỏa thuận hết. Thì trong trường hợp này hàng thừa kế thứ nhất sẽ thỏa thuận với nhau để khai nhận cái di sản đấy thì niêm yết tại ủy ban xã phường trong vòng 15 ngày. Thì sau khi niêm yết tại xã phường trong vòng 15 ngày rồi thì sẽ làm thêm một cái thủ tục gọi là tặng cho hoặc là chuyển nhượng hoặc đính chính sổ, thì nó mới tùy tùy theo cái thỏa thuận của gia đình nhà mình.